Bắp thì 20.000. Đâu bên đúc cái gì? Dạ, hàng sao chị bán tao? Hai bánh ngon chứ nè. 8 cái gì? 8 cái 10.000. 8 cái 10.000 à. Cái này nhiêu hộp anh? Không đủ nữa. 25.000 hộp vậy thôi. Nướng luôn cô bác ơi. Cái này 20 con. 20 sâu nè. 20 một sâu kim tiền. Ngon lắm đó con. Đúng rồi. Hộp đó nhiêu anh? Dạ. Hộp tự chọn hả? Đúng rồi, mình bao nhiêu mình lấy nhiêu. Trái 5.000 á ha. Một hộp 16 một lốc vàng. Rất ngon luôn. Bánh mới là đồ không là mình ăn là á. Chưa quý ăn bánh này. Hãy lọ lòng thì chống đi chút xíu lỗ vậy. Một hộp 20 ha. Dạ. Má nhiều luôn. Dễ gì mỗi chân. Tử quay lóc xin chào quý vị khán giả đang xem kênh. Chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe. Hôm nay đang có mặt tại khu quay nhập bánh nhân gian ở Bình Tỷ, Cần Thơ. Thì bây giờ trong đây có những gì em sẽ vô chơi cho quý vị khán giả cùng xem. Hôm nay ta đi rất là đông luôn quý vị khán giả. Mở thì từ bữa 19 đến ngày hôm nay là ngày 21 rồi. Ở đây là ngày kết thúc mình. Giờ em sẽ đi vô quay cho quý vị chị và các bạn cùng xem. Thì là hay rất là đông luôn. Rất là rộng luôn. Có các anh em lực lượng đang coi bán bánh. Chén nhiều không đồ ăn. Cũng bánh xèo bánh ngọt. Bánh ngọt rất là ngon. Mấy ngày không gặp bác luôn hả? Rất ngon luôn nha quý vị khán giả. Trứng. Đây. Dạ. Xèo. Uống nước gì không? Bánh này bánh bông lan gì đâu. Bánh gì không? Bánh bông lan hay gì? Bánh bông lan. Nhiều hộp hay gì? Thử rồi. Ngon. Béo béo rồi. Nhiều hộp chị? Dạ, của mình 20.000 một hộp rồi. Hộp thì 20.000. Quý vị khán giả. Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì vẫn được. Bánh ngon chưa? Bánh ngọt đấy.
nói rằng nãy ngò quá chút xíu dạ lội cái này này bánh xù dị phải không? Dạ xù dị mời xù dị bé gặp cô ngon lắm cô bé cô nút gấp chừng đi đâu lấy giờ trời ơi trời ơi trời ăn luôn luôn đâu bên đúc cái gì dạ hay sao chị bán sao dạ, hay bánh ngon chứ ha 8 cái gì 8 cái 10 ngàn chị bóc cho em bóc để đẩy bóc cho em hay bánh ngon quá làm hộp gì 8 cái 10 ngàn 8 cái nó bóc cho em không được cho ngon ở đây bánh bánh xèo nhiều chứ không có bánh xèo chứ bánh bánh đâu bánh gì đâu còn một lớp à bánh bò má lai à à có nhân gì không hay là nó ngọt dạ hay là lạ trong rượu không đủ không lấy gì mua cho bọn em hỏi nhiều mua cho bọn em hỏi gì không nhiêu này nhiêu hộp anh không đủ nữa 25.000 hộp nha hộp lấy cho em hộp đó đi rượu này mình nhâm á giờ bự chưa mẹ ăn chảnh không ơi anh mẹ ăn chảnh không nếu mà ăn mà bị công an hỏi tên thì là phải gì về nhà ăn đúng rồi còn là ai ngồi trên xe thì được ăn cái này đi về đem về nhà ăn quý vị khán giả đừng có ăn trên xe mình đang chạy đi là bị hỏi đâu còn mấy triệu em bán bữa nay là kết thúc rồi anh bữa nay là kết thúc à giờ bữa nay bánh nhiều quá dạ dạ men như vậy sữa gì sữa bắp thì là bánh xèo không à cái này bánh tét cái này nhiêu đoạn anh? Này 30. 30 rồi. Đoạn mở dưới đây. Rồi. Đủ luôn. À đủ nó mở nữa đó. Nhìn nhân này ha, nhìn đậu xanh này. Ba đầu nước cho, bà tám lấy cho con ba đầu nước cho. Bánh ngon quá. Bánh xèo không à? Cái này nè, mình ăn chút xíu no luôn. Chút xíu gà ăn nè. Xèo ngon quá. Bánh này nhiêu cái anh? Ủa nguyên dĩ hả? Nguyên dĩ là 10 cái. À nguyên dĩ 10 cái ha. 4.000 cái vậy ha. Ngon chứ. Ông vòng rồi chút xíu gà. Thank you.
quầy ngoài bán ăn, quầy trong đây bán nước chứ cũng đồ hải sản nữa. Chút xíu rồi, xíu mua này ăn không? Ghẹ sữa nè con. Ghẹ sữa? Ghẹ sữa chiên giòn, ghẹ sữa. Ghẹ này nhiêu rồi con? 50 con, cái này 30. Ghẹ nhỏ này 50 hả? À, 50 hết, ghẹ nào cũng 50 hết. Để con hỏi. Nào mua giùm 5 mấy con. Con hỏi chút xíu về vô. Vô. Ngon dữ hả? Tiền thịt nướng luôn cô bác ơi. Cái này 20 một sâu thì bằng 30 con. 20 một sâu nè. Ờ, 20 một sâu kim tiền. Ngon lắm đó con. Rồi bánh nè. Bánh dừa, bánh dừa, bánh tiên có nè. Bánh nhóc chừng. Cái này ăn sáng là no. Bánh ngon ngon cùng. Mày ăn sáng là ngon đỡ không đẹp. Nãy mày nhìn cái này ăn luôn. Rồi. Đây là đồ, đồ chiên, đồ chiên. Đồ chiên. À, bánh này ngon đẹp. Bánh này giống như đậu xanh vậy á. Nóc cái chân. Cái này chắc làm bằng đậu xanh đúng không? Đậu xanh hết rồi. Ờ, đậu xanh. Đậu xanh. Quá ngon luôn. Rất là đẹp. Trái. Lấy trái chẳng có tục gì. Dâu. Dâu hả? Đúng rồi. Hộp tới nhiêu anh? Dạ. Hộp tự chọn hả? Đúng rồi. Mình ăn nhiều mình lấy nhiều. Trái 5.000 á ha. Trái 60. Một hộp 60.000. Trái 5.000. Bánh đậu xanh. Đây mình đi tới rồi. À đó. Đông đông dữ vậy ta. Bánh này. Bánh này nhỏ ăn. Bánh này phải có nước uống. Ở đây bán nước luôn. À là ăn cái này phải có nước thôi hay uống rồi mới dễ ăn nè. Này nhiêu cái vậy? Hả? 20 ạ. 20 hả? Dạ. Cái bự gì đó ha. Một hộp này 5 cái ha. Giống đó như nhà ngoài bên mình lắm. Dạ em rọi vòng vòng rồi chút xíu đi đảo ra. Dạ. Dạ dạ. Xương sáo trường ca sạc é. Còn là món bánh dân gian là đó thôi. Nhiều nhiều hấp dẫn. Cái 15. Cái 15 hay cái 30. Và bánh bánh tét. Bánh tét người ăn nghe. Bánh tét mini. Này ăn vô quấy nguyên nguyên cái này nè ăn mới no nè. Cái này chắc trưng bày hiểu ơi. Ăn mà ăn được, ăn được. Cái này ăn được nè. Nó mini nè. Nhỏ xíu à. Cái bánh này là bánh nhỏ bé. Cái bánh lá dừa. Bánh lá dừa. Còn cái này bánh tét nè, bánh tét nè. Bánh tét mini nè. Và nhiều luôn. Đây ở đây có để giá luôn nè, cái để giá bánh luôn nè. Bánh dừa đậu chuối nè. Đâm chân đầy đủ. Ôi vậy con gà thấy quầy bánh vàng rất là hấp dẫn luôn. Hôm nay ngày chủ nhật mọi người đi rất là nhiều. Bánh bò hấp lốp. Bánh bò hấp lốp quá. Bánh bò hấp lốp là bánh bò hấp lốp. Hấp lốp. Cấm dẹp. Một cái 15.000. Bánh
một lốc vàng ngon luôn. Bánh được chưa? Một cái 20.000 một hộp bánh xèo. Cái này bánh gì đó? Bánh lá mơ à? Bánh mới là lò không mà mình ăn lại á. Chưa biết ăn bánh này. Dạ mình ăn rồi. Để lò gì lòng trống đi chút xíu lẩu vậy. 20 nè. Một hộp 20 ha. Dạ. Dạ. Anh đang thấy ngon quá. Dạ xin mời dùng thử nên chả đó, có bạn xin mời dùng thử ra. Thì cả đang thử chả ngon. Ngồi em ơi, dạ. Này gì đó? Sắp bây giờ. Sắp bây giờ. Chẳng nợ trong bộ lượng đó. Còn ngon. Mấy con trôi chai luôn nè. Wow, thiết thiện. Phải trên chiếc thiết thiện. Ginh Nguyễn này về đó dành ăn. Cá là ngon rồi. Hàng trưng bày bánh đậu xanh. Bớt luôn, bớt luôn. Không bớt, bán đúng giá luôn. Quá ngon. Cái này ở khu vực khác à. Dài tút tút dưới luôn kìa. Quá nhiều luôn. Bên đây bán gì ta? Bên đây là quầy trò chơi. Đây là quầy trò chơi nhóc chân. Quá nhiều luôn. Dễ gì, mỗi chân uống nước cũng có nữa nè. Đẩy nguyên chiếc xe ra khá là nhiều. Chỗ này ăn uống dài dưới luôn hay gì á. Đâu có gì. Cái gì khán giả thấy rất là nhiều luôn. Đông quá đông rồi. Cái này là ốc lốp là phải không? Ốc nốt. Nốt dù ly. Này cô ơi. Ly. Rồi, rồi ăn uống gấp này. Em được ăn ly. Vô cái ly đẩy hút lốt vô. Chẳng gì đâu. Cái này chắc là cái chi hả? Muối vàng. Muối vàng nguyên cây luôn. Thầy cái giả. Bèo. Này giống trái bưởi. Trái bưởi nè. Ghép ơi, trái ghép. Ăn nổi. Muối vàng. Một bánh còn khắc chữ luôn. Làm được cái gì hấu gì không? Cái gì hấu gì đỉnh rồi. Quá đẹp.
khác gì mới đánh rồi. Rồi nó mít. Xong mít. Có đồ rồi. Xong mít 5.000. Xong mít kìa. Nhà chồng không phân thuốc à? Đó là chồng tự nhiên. Dạ. Vừa nước. Rồi. Gom nè. Rồi gom. Bánh còn bánh nhân gian nem nem gì nem cái nhỏ nhỏ bánh nhỏ nhỏ mà nước sốt nó cái này là bò hốt nó này này là đổi miếng được phải không? Trời ơi, là bánh bò hốt đốt hả? Thử nhỏ xíu à? Đúng rồi, thử trải nghiệm thử nè. Này bánh bò mà nó nhỏ tươi nè. Nghe rồi, ngon quá ha. Nguyên hộp luôn. Cái này hả? Tự chọn nữa ha. Tự chọn. Quá rồi, nguyên cái hộp bự và bá luôn rồi. Ăn no luôn. Mút bang. Mút bang, mút bang. Đây, mấy anh em lực lượng đang coi đây rất là nhiều để bảo vệ cho người dân đi tham quan ăn uống ở đây. Khu vực này an ninh lắm nha quý vị khán giả. Bánh hồi nãy tưới còn xa lên đây thôi, giờ này lát ăn tiếp. Này bánh bò chúng ta còn cái tay chụp hình hát cảo gì đó. Này bánh gì vậy? Bánh gì vậy? Em đưa thoại anh ấy. Dạ. Hãy dùng. Con mấy nhà dưới đường cái này. Cái này mang về để nó riêng cần. Dạ đúng rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cái này nhân gì anh? Tôm thịt hải sản. Há cảo hả? Dạ, há cảo. Há cảo. Em cảo. Anh thằng... Nè, nhân chả bá lửa luôn nè. Một phần đi. Nó ngon ha. Để chụp cái này chắc là lắm luôn, hấp dẫn. Ăn đây mang về bé ơi. Ăn đây mang về. Quá ngon luôn. Dạ bố dừa. Dừa uống mát. Nước đường phèn. Uống nước dừa không? Chắc dừa đi. Nước dừa nè. Ôi còn nước kìa. Lão dọc đi. Trời không có nồng chanh. Nhà xấu cho anh đẹp trai luôn. Sữa ấu. Sữa ấu chai 20.000. Bò, quá nhiều đồ cái này mà không ăn sáng không có được. Đồ quà tặng lưu niệm. Rồi hai bên bánh không dài lắm, tốt dưới luôn, quá đông luôn rồi.
rất là vui luôn quý vị khán giả. Đây bên toàn là bán đồ ăn uống không luôn, mua ẩm thực. Ở dưới đó là bán đặc sản. Này tôi ẩm thực nè. Ở đây đặc sản nè. Đây cũng có nữa nè. Hào nướng phô mai bự luôn. Wow, thuốc dài dưới này cũng xa lắm à. Không biết giờ nhiều nữa mua gì. Mua vô mua 2 con. 2 con đảo lại đi. Rồi. Dài lắm chú bụ. Đốt ngoài vô nãy giờ xa lắm rồi. Mà con muốn rất là nhiều luôn. Quá đông. Này dưới này đông vui quá. Này là khu đặc sản vùng miền. Nó nằm đây. Gà cà phê nè. Này bán đặc sản. Quê rồi nè. Ồ, hồ tiêu. Tiêu. Này cà phê. Dạ. Này là chủ nhật. Mày uống thử à? Cái này gì vậy? Cái này trà thống lộc. Này không mà uống vô sao? Cho uống thanh nhiệt giải độc mát gan dễ ngủ đó anh. Cho nó khỏe rồi, uống thử rồi. Trà trà này là trà ngọt tự nhiên uống là tốt cho sức khỏe luôn. Nếu mà anh uống cái này hàng ngày thì nó còn giúp thải độc gan nữa. Trà có hạn sử dụng 2 năm mà hiện tại bên em lấy 1 bịch 100 mát vô. Dạ. Bịch nhiêu? Dạ 100 ngàn nhưng mua 2 thì tặng 1 bịch đó anh. À mua 2 là tặng 1 á hả? Dạ. Đó là vậy hả? Cái này mình mua gì cho nên mình dùng mỗi ngày. Hay hôm qua anh coi rồi. Bây giờ mình chút xíu vui vào mình. Có 2 tầm 1. Dù anh đâu có thấy luôn. Mình cứ thải độc gan hàng ngày cho mình luôn. Giải độc gan hả? Dạ giải độc gan cho mình. Thôi nhịp mấy gan thải độc gan hàng ngày. Ở đây bán mày giấy khen nhóc cái chân luôn. Cảm ơn. Một hộp 80 ngàn, ba hộp 200. Xong hộp để tặng phụ kiện lại này. Hương đốt cho nó có mùi trong nhà vậy đó, cái mùi thơm thanh tịnh. À, đẩy vô, đẩy đứng lên đi. Đẹp ha. Cảm ơn. Mua không? Chú làm bằng chắc làm bằng trầm hương luôn quá. Anh lùm đỏ lùm men vụ hả? À. Dạ. Này uống mát không vậy? Thử rồi. Dạ. Ừ. Không mát rồi chị. Dạ. Cái này chắc uống thôi có độ quá. Cái này uống thì uống phải à? Uống có độ rồi nha. Cái này uống thì cũng ăn phạt à? Không có độ đó. Bán đồ luôn em rất là nhiều luôn. Gì kìa. Ô rất là nhiều. Khô không luôn.
Con nhiều loại quá, ngon luôn. Nhiều. Còn Úc nữa rồi quên, còn gian hàng bên đó nữa kìa. Đây lực lượng trật an ninh rất là đông, bảo vệ cho người dân. Con đi rất là đông. Hút đầu nhất khớp, hút mắt, hút mắt. Thảo dược, thảo chợ. Hãy subscribe cho một em matcha. Ủa anh tháo cái nắp gì vậy? Đâu đã tháo cái này, cái nắp đó rồi. Khá là động luôn quý vị khán giả, rất là vui luôn. Thôi tới đây khúc dưới này là hết rồi quý vị khán giả. Gian hàng bánh nhân gian, đặc sản vùng miền rất là nhiều luôn. Đến đây vui chơi ăn uống thoải mái. Mà còn nay ngày chủ nhật cũng 21 ngày cuối rồi, đi rất là đông. Ở Bình Thủy, Cần Thơ nha quý vị khán giả. Quay lại cho quý vị khán giả xem dòng lên đây. Bún, bún nước lèo, bún nước lèo. Con qua cái con bên đó ngồi kìa. Nước lèo Sóc Trăng. Ốc đồ nội không ạ? Bự dữ hả? Wow, nguyên một nồi này là ăn đã luôn rồi. Ốc đủ loại luôn. Quá nhiều luôn. Ốc rất là ngon luôn. Trên đây à, đồ tươi. Rất ngon. Đấy. Đây quay tới này. Nước lèo, cá, nắp cái trời, nước tiếng. Như vậy mình khá là đông luôn.
Ở dưới này là hết rồi. Đấy, khúc dưới này là hết rồi nha quý vị khán giả. Thì chợ bánh Nhân Gian cũng khá là đông rồi, khá là dài và rộng luôn. Cái khu vực này đây trở giờ đi là hết rồi. Khúc này là khúc dưới rồi. Video lễ hội bánh Nhân Gian của em xin được kết thúc. Chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và trên kênh vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị khán giả ở những video tiếp theo. Quý vị khán giả nhớ bấm nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ để cho kênh em phát triển. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều.